Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 31 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng nay, đoàn công tác Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Đến dự, về phía lãnh đạo thành phố, có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quân khu 5 là địa bàn chiến lược của cả nước. Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, Quân khu 5 luôn là chiến trường ác liệt, là nơi thí điểm và thi hành các chính sách, các biện pháp chiến lược và các thủ đoạn hết sức thâm độc, tàn bạo của kẻ thù. Tuy phải chịu nhiều tổn thất hy sinh, nhưng quân và dân khu 5 vẫn bất khuất, kiên trung, phát huy bản lĩnh anh hùng vững vàng trên tuyến đầu đánh giặc, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Phát huy truyền thống tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang. Giai đoạn hiện nay, lực lượng vũ trang quân khu 5 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cùng với Đảng bộ, nhân dân xây dựng các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu thành khu vực phòng thủ liên hoàn vững chắc, là lực lượng nòng cốt trong phòng chống giảm nhẹ thiên tai, giúp nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất, phòng chống dịch bệnh, làm tỏa sáng hơn nữa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có những thời cơ thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là các hoạt động chống phá trước thềm đại hội 13 của Đảng. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 5 tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng thời tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, chú trọng thế trận biển đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố vững chắc, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh, quốc phòng an ninh với kinh tế, giữa quốc phòng an ninh và đối ngoại, chăm lo, giải cải thiện đời sống cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động, thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trưa cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà một số anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh, bệnh binh tiêu biểu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.